quay không biết các bạn nó cảm nhận được sự hoành tráng không, nhưng mà ở ngoài đời ấy, các bạn nhìn đây, nó to dã man rồi, nó cao vòng quanh nhà không? Tuyệt vời các bạn ơi, quá đẹp luôn. Lúc đầu chúng tôi tính là buổi chiều hôm nay xong, nhưng khả năng tôi nghĩ là hôm nay không xong được, vẫn chỉ xong một phần khung thô thôi, thật sự rất khó để xong hết trong một ngày. Đấy, các bạn thấy công trình của chúng tôi có to lớn, có vĩ đại không? Đấy, chúng tôi phải nghiên cứu bao nhiêu ngày ấy, thế là ngày hôm nay chúng tôi bắt đầu thực hiện. Nhưng khả năng cái công trình này phải 2 ngày mới xong. Bởi vì đây là một công trình, nếu mà công trình này mà thành công ấy, thì là đây là cái công trình to lớn và vĩ đại nhất của chúng tôi đã từng làm. Đấy, bởi vì chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong những cái dự án như này. Đây, chúng tôi bây giờ chính thức bây giờ sẽ nhận thầu xây dựng nha các bạn á. Bởi vì chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm. Đấy. Ai ạ? Ai ạ? Hiếu, Hiếu ơi. Rơi. Vào chân rồi, vào chân rồi. Gọi xe cấp cứu. Chỗ này là đỉnh sẽ trượt xuống nha các bạn á. Đứng từ chỗ này sẽ nhìn thấy toàn bộ cái thác trượt rất là đẹp. Đấy, các bạn nhìn chưa? Nó đang hoàn thiện cái rìa ngoài rồi, bây giờ sẽ đóng nốt cái rìa bên trong, thì gọi là giải bạt nên là xong luôn các bạn ơi. Chỉ tầm 2-3 tiếng nữa thôi, cầu trượt sẽ hoàn thành nha các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng cái công trình sau khi hoàn thành nhé các bạn nhé. Đây, sau khi hoàn thành thì nó như thế này. Đấy, nó được bọc một lớp bạt để cho nước chảy xuống để cho nó trơn theo ấy. Ok, nói chung là nhìn trông rất hoành tráng nhá. Hồi hộp quá các bạn ơi, kiểu như là đây là lần đầu tiên, người đầu tiên trải nghiệm ấy. Kiểu như là tất cả các sự lo lắng, sự nguy hiểm là dồn hết ở người đầu tiên để xem là nó có an toàn không ấy. Thì cái công trình của tôi thiết kế cũng rất chắc, vì vậy tôi tự tin về cái độ an toàn của cái cầu này. Nhưng mà tuyệt đối các bạn không nên làm theo giống chúng tôi. Chúng tôi là những gọi là thợ chuyên nghiệp rồi, chúng tôi làm những clip quen rồi. Vì vậy các bạn tuyệt đối không nên làm theo nhá. Ok, không nói nhiều nữa, lên trượt luôn. Cái cảm giác có lạ đó, các ngoặt phải đứng cao lên quay được cả vào nước nó hay hơn. Bây giờ mình sẽ học theo cái tư thế ở công viên nước, đó là nằm duỗi người ra nhỉ. Nằm duỗi người ra thế này. Ôi. Các bạn ơi. Ôi. Mũi ạ. Nước nó xin chảo mũi. Sặc. Thật sự là rất hồi hộp các bạn, đây là lần đầu tiên trải nghiệm cái cầu trượt này ấy. Thật sự tôi cái cảm giác không nói thành lời. Không nói nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ tiến hành trượt luôn. Hồi hộp quá. Không nên đi thì nào các bạn. Chạy đi nào, hay là kể lấy quần áo ra. Chạy đi thế nào đó. Cẩn thận nè, chơi những người chơi thì mấy anh khả năng là để mặc quần xịt được. Cần ra nhưng mà không cần quần xịt được. Cứ mặc áo thôi. Ok. Cái quần này cho nó cũng thích này, hay cho quần nó ướt ướt đã. Cho cái quần nó ướt ướt thật. Cho cái quần ướt ướt thì chắc là nó mới trượt được chứ. Nó chưa trượt được các bạn ơi. Cởi áo ra cho cái da tiếp xúc cho trơn. Ok, nhanh cậu nhá. Đau đít rồi. Trời ơi, sao cái gì đây cứng này. Nhân viên, ôi, Sáu ơi. Cái gì này, gạch đá gì đây này. Đúng chỗ này luôn này. Cái lút buộc toàn rồi lút đây buộc. À, lút buộc, à. Lúc trượt nhắm mắt nhắm mũi lại các bạn, chả biết gì luôn. Ôi, lúc đầu nó đi chậm nhá, xong rồi đến chỗ cứ đôn đoạn giữa bắt đầu trượt nhanh, ôi phê. Ôi, thích quá bạn ơi. Không sao cả nhá, người không sao nữa, người rất là phê. Lúc đầu thì nó không trượt nhanh ấy, xong rồi đến cái khúc cua kia bắt đầu nó cuống nhanh, mình nhắm mắt nhắm mũi lại chả cảm nhận được gì luôn. Thì kinh nghiệm của tôi là các bạn nên nằm duỗi thẳng ra. Lần thứ hai nha các bạn nha. Lần thứ hai thì tôi sẽ mở mắt để trải nghiệm xem là trượt nó như nào. Vừa nãy sợ quá nhắm mắt, lần này sẽ mở mắt. Cho nước lên người cho bạn chơi.
trải nghiệm, tôi mở mắt ra công nhận phê là nó trượt nhanh. Ui, thì bây giờ sẽ đến Vinh trải nghiệm. Ui, không có thôi, thằng này thằng rát chết nhất tem, phải cho nó trải nghiệm. Bây giờ mày đội cua cái em nhảy sang ống thọ đây. Mày nghe hướng dẫn anh, mày cứ làm cứ làm im thật. Ui, duỗi thẳng chân ra. Sợ lắm. Ôi mày nghe anh không nào? Nhanh lên. Ui, cái thằng lom dom nhất tem mà nhanh. Mày bây mày cứ thế này xuống thì chăm chăm là bình thường, biết chưa? Rồi, nghe hướng dẫn viên rồi, bắt đầu. Anh bác ngoài đẩy xuống đây. Nhắm mắt vào. Nhắm mắt vào, cứ nhắm mắt vào. Đấy. Vậy là Vinh đã trải nghiệm xong. Thì sau cái lần trải nghiệm của Vinh thì tôi thấy là người mặc áo nó sẽ trượt rất là chậm. Vì vậy là tất cả người chơi sẽ cởi áo ra để tăng tốc lên. Cởi áo ra thì nó sẽ trơn hơn và nó sẽ đi nhanh hơn. Ôi, về đây các bạn ơi. Nhanh lắm. Được các bạn ạ. Được. Đây là lần thứ hai của Vinh. Liệu Vinh có là làm xuống em? Cố gắng lên em. Bác Ngọt tạo lực lên cho Vinh xuống đi. Rồi. Ôi, nhanh rồi này. Lần này cởi chân ra ấy. Ôi, Vinh nhanh rồi. Lúc mới trượt thì sợ không dám trượt. Giờ trượt xong rồi sướng, giờ thì thích trượt nữa rồi các bạn ạ. Đã lên trượt tia gọi đây. Sướng lắm. Để đây. Bác Ngọt tiếp tục trải nghiệm nha. Vinh đẩy đi để tạo lực đi. Bạn đây. Ôi, sướng quá. Nhưng công nhận là sướng thật, cái đó tốc độ nó nhanh mà. Các bạn từ bé là tôi chưa là được đi công viên nước các bạn, chưa là được trượt. Nhưng hôm nay chúng tôi đã thiết kế ra một cái cầu trượt hả? Cầu trượt này rất là dài, khoảng tầm 30m, cao khoảng tầm hơn 5m. Nói chung là một từ là phê. Lên nạp phát nữa. Rồi, Vinh sau hai lần chơi quen về thích chơi rồi các bạn ơi. Giờ đòi chơi rồi, cứ làm ra. Rồi. Đi đi. Tay mày sao cứ giữ bên dưới nhỉ? Phi nhảy thật. Trượt nhanh, thích lắm các bạn ạ. Trượt càng nhanh càng thích các bạn ạ. Không biết cảm giác thế nào lần đầu tiên trượt vắng nước. Không biết cảm giác thế nào. Nhìn thấy mọi người bảo là phê đấy. Phê quá. Phê quá luôn. Đi. Anh chân đẩy trên kia nhanh quá, tốc độ đi kiểu mà đi xe máy tốc độ bàn thờ các bạn. Hết nước rồi, bây giờ phải đổ bằng thùng các bạn ạ. Căn bản là cái bể nước ở chân nhà tôi nó ít quá các bạn ạ. Bây giờ phải đổ bằng thùng. Rồi. Đổ hòa phát đi anh con đây. Nhiều nước hơn nó phi nhanh hơn sao? Đổ nước kiểu như là đổ cả thùng xuống thì nó phi nhanh hơn sao ấy các bạn ạ? Hết nước nên phải làm cách này thôi. Nhưng mà này nó đi nhanh hơn, đổ game ù phát đi. Chim gì mà nhiều nước mà trượt ra tận đây này. Nhiều nước mà bắn ra tận đây à, cái bể bơi này làm hơi ngắn. Chơi thích quá, bây giờ vẫn chơi các bạn. Đây là hiện tại là 12 giờ trưa rồi nhưng tôi vẫn chơi.
chơi luôn được chiều chơi tiếp các bạn. Mình chơi cái này trò này ham lắm, kiểu như vừa mát vừa sảng khoái nên thích lắm. Mạnh ấy, ở phía trước đấy, đó đấy. Trời ơi, các bạn thấy tốc độ khủng khiếp của nó không? Trời. Trời, nó phi nhanh thật đấy các bạn ạ. Chơi đến bây giờ thì mới phát hiện ra là cứ càng nhiều nước thì nó sẽ trượt càng nhanh. Chúng tôi khi dùng vòi chảy nước thì nó trượt rất là chậm, nhưng mà khi đổ cái xô nước wow cái nó đi rất là nhanh các bạn ạ. Bây giờ là 3 giờ chiều thì lúc sáng là đang chơi thì nó hết nước ấy. Vì vậy là bây giờ tiếp tục chơi giờ chiều. Thì chiều nay tôi đã chuẩn bị nước ở đây sẵn ở đây rồi. Đây, nếu mà hết nước thì sẽ múc nước ở đây lên chơi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ không no và thiếu nước rồi. Đây, rất nhiều nước ạ. Cảm giác thật tuyệt vời các bạn ơi. Thật sự là cái thời tiết nắng nóng của mùa hè này chơi cầu trượt nước rất là thích, rất là đã luôn. Tuyệt vời. Anh em tôi là thấy xây cầu trượt nó đòi vào chơi các bạn ơi. Rồi, cho chơi. Xuống thẳng chân ra. Trời nắng này mà chơi được cầu trượt nước này thì còn gì bằng. Vui vù vinh như vậy. Vinh nhỉ, phải phi phi. Mình đẩy lực cho phi nhanh nhanh. Về đấy, mình phải đẩy về. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Bắt ngọt. Tép rất là máu ạ, nó bắt đòi nó bảo là chờ chú ơi đòi cho chơi nó kê gì về. Gọi là thằng này nó kiểu cũng nghịch ngợm cho coi kê cho nó trải nghiệm cho chơi cảm giác mạnh luôn. Không được đẩy tay đâu chưa? Đẩy, cứ để chân nó tự đẩy xuống mới chưa? Nhá. Được rồi. Và tôi đã hướng dẫn xong thằng cháu cách để trượt máng nước an toàn thì cháu nó tiếp thu rất là tốt. Let's go. Hết chân lại rồi. Tép sướng, tép được bơi, giải bơi sướng được. Tiếp theo sẽ là một vận động viên nữ, đó là chị dâu. Chị dâu sẽ lên trượt. Đấy, chị dâu cũng máu lắm. Được, làm lên đây làm ướt lên lại nằm được. Cái cầu trượt nước này sẽ giúp tất cả mọi người giải tỏa cơn nóng mùa hè. Đây, chị lên đây mà. Chị cứ để tư thế này tuột xuống, hiểu chưa? Rồi, xuống đây. Sau bỏ tay ra rồi, lắm mắt rồi, lắm mắt nào. Chị Thảo không sợ à? Hơi giật mình nữa. Em tưởng chị sợ chị hét âm nên chị Thảo đâu sợ lắm đâu. Lên trượt tiếp đi, xuống thế. Lần đầu tiên trượt cái này hơi hồi hộp, nó nắng thôi nhưng không sợ. Xuống bình thường. Mùa hè tuyệt vời, yeah! Các bạn, tôi ghê nhất tem với các bạn rồi. Ui, ghê á. Ui, ai, 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 tàu lượn đến nha. Hợp lý đấy, đỡ dây hẳn lên.
trong cái thời điểm dịch bệnh Covid diễn biến cực kỳ phức tạp như này thì có cái thác nước tại nhà này thì đỡ phải ra công viên nước các bạn ạ, tuyệt vời luôn. Kiểu như là dịch này thì mình không ra được công viên nước thì mình chế tạo thác nước tại nhà luôn, công viên nước tại gia. Chơi từ sáng rồi bây giờ rất là mệt rồi các bạn ạ. Thời tiết nắng nóng như này thì còn điều gì tuyệt vời hơn là thác nước trượt tại nhà. Em này thì gọi là người béo quá cho nên là trượt một phát cái nước bắn hết lửa hồ. Anh Côn Phi nhanh thế. Ôi. Mạnh lắm rồi đấy, anh chân anh cảm thấy muốn thủng cái bạc này này. Được, thuê em ạ. Hôm nay cứ bảo sợ đi có cái này. Nhưng mà sao hình như tao thấy bác toàn lắp phanh kìa. Mày lên mày lắp bác đấy. Sao nó lên xe lắp được phanh không? Dám được phanh lại đủ không? Vậy là kết thúc ngày chủ nhật đáng nhớ thì trải nghiệm cái trò chơi thác nước này cả ngày luôn các bạn ơi. Đến bây giờ là 5 giờ chiều rồi, kết thúc ngày chủ nhật. Thì coi như là cả ngày chủ nhật đây, cả gia đình tôi đã trượt thác nước rất là vui, rất là thú vị. Các bạn nhìn ra tôi là bê đen xì rồi. Cả ngày chủ nhật hôm nay chỉ ở ngoài trời trượt thác nước ở bê đen xì luôn này. Các bạn nhìn này, người bên trong bình thường nó trắng trắng, bê nó khúc khúc đen đen này, các bạn nhìn chưa? Đấy, nói chung là bê đen kít rồi. Thì clip đến đây cũng khá là dài rồi. Nếu mọi người thấy clip hay cho chúng tôi một like, một đăng ký và chia sẻ các bạn khác cùng xem nhá. Cảm ơn các bạn xem clip tôi. Hẹn gặp các bạn ở các clip tiếp theo nhá. Xin chào tất cả các bạn.